me. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn me nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn me nè? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em rồi. Mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh, chào bạn bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Thu Dung, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm công việc viết lách. Viết lách là viết về cái gì em? Em làm báo. Làm báo. À, làm. Em viết báo được bao lâu rồi? Em cũng mới làm 3 năm thôi chị. 3 năm rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Hớn, 32 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu ở quận 3. Dạ, quê bạn ở đâu? Em ở Đức Hòa, Long An. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chính thức thì chỉ có 2 thôi. Chính thức chỉ có 2 thôi? Dạ. Không chính thức chắc cũng nhiều quá hả? Cũng tạm tạm. Tạm tạm. Tạm tạm. Vậy là kinh nghiệm đường tình cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng bạn có thể rút ra bài học kinh nghiệm là lý do tại sao chúng ta lại không có duyên những mối tình đó, chúng ta lại phải chia tay những mối tình đó? Em nghĩ thì chắc tại vì một phần là do cái tính cách của hai người nó khác nhau quá. Gia đình em có kêu là hai đứa cưới đi á, nhưng người ta là không chịu. Không chịu? Dạ. Không chịu người ta bỏ em? Không chịu. Hay là em bỏ luôn? Không chịu thì người ta bỏ em chứ. Rồi, bây giờ hôm nay có cô gái bên kia, cô phóng viên ha. Hình như cô nó người miền Trung đúng không em? Dạ đúng rồi anh, em người Phú Yên á. Phú Yên, ở bên đây là mình ở Long An. Cái khoảng cách địa lý hình như nó hơi xa chút xíu. Không biết rằng nó có hợp không em? Dạ, nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình anh. Một mối tình rồi hả? Bao lâu rồi em? Dạ, cũng lâu rồi chị, cách đây chắc 5 rưỡi. 5 rưỡi, lý do tại sao chia tay? Do tính chất công việc không hợp nhau chị. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao trên 1m7, chuẩn men. Phải chuẩn men. Chuẩn men. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Để tôi hỏi cái vụ này phải không? Này men không em? Phóng viên xinh đẹp. Em nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men, em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Dạ không anh, người con trai mà người ta chuẩn men á, mình nhìn là mình cảm giác được liền. Thì em nhìn anh Nguyễn Linh anh thấy chuẩn men không? Hết men không? Hết men không? Dạ không, anh men. Anh men. Anh mắt rực lửa như vậy là men. Trời ơi. Cô này cảm giác hay. Hay. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tự nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. Cái này hay nè. Nhớ nha, nhìn gái là mắt rực lửa lên, còn nhìn mà xìu xìu nó nói mình là thế hệ lát nữa đấy. Lát nữa mà kéo cái màn lên làm sao mà có lửa đó thì là mới là men đó nghe. Rồi còn nữa là ảnh phải hiền lành, phải là người điềm đạm. Rồi dư xăng luôn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích bạn trai có tính gia trưởng. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ em nghĩ chắc có chút chút. Chút chút là chỗ nào, ví dụ? Bạn ấy chỉ cần hỏi em một tiếng thôi. Hỏi em không chịu là cũng không được làm đúng không? Đâu, em dễ tính lắm chị, làm sao không chịu được? Hỏi là chịu hết phải không ạ? Hỏi là chịu hết là xin miệng có tiếng nói là được. Chiều nay em đi chơi với anh bạn trong công ty nha anh. Được không? Dạ. Được có gì đâu. Được. Bình thường mà. Được. Dạ được. Ừ. Dạ được. Trời ơi. Chưa gì là có tính là ghen rồi đúng không? Được, sao suy nghĩ lâu dữ vậy? Anh suối đó chứ không, nó kêu không luôn rồi đó. À vậy hả? Vậy còn mình thì mình đặt ra cái chuẩn tìm người bạn gái là người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, tại vì em không được đẹp lắm nên em cũng không dám chọn bạn gái nào cao sang ấy. Nhưng mà cái chiều cao này đâu có đủ 1m7 đâu. Chắc 1m7 á chị. Không có tới, đừng có nói thách tôi. Vậy 6'9 thôi. Thôi được rồi, bây giờ đâu có tiêu chuẩn gì nó nghe thử coi. Chỉ cần nhìn dễ thương. Để chú Thảo với cha mẹ. Dễ thương. Bên kia là quá dễ thương luôn. Biết quan tâm chăm sóc gia đình là được rồi. Vậy thôi hả? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Bê bối với lại là hay nói xạo á. Em không thích. Hỏi bên kia có nói xạo không? Dạ bảo. Em thật thà lắm. Là thật thà lành mà còn thật thà nữa. Em có lãng mạn không? Lãng mạn thì chắc không ai bằng em đâu. Phải không? Dạ. Chút xíu nữa mở màn lên nhớ hỏi nói với cổ cảnh mà mình hẹn hò đồ này kia như thế nào nhá. Không lãng mạn lắm á, nó hẹn hò dưới cây xăng không đó. Mình đã chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Đủ hết rồi chị. Đủ là có cái gì? Thì tiền đám cưới, vàng mua. Có vàng nữa hả? Có chứ,
mua vàng cho bạn gái này cũng kia được mấy phần rồi đó, cũng được mấy phần rồi. Rồi có gì lập kế hoạch bao lâu mua nhà mua cửa để sanh con đẻ cái gì không? Thì chắc cứ vợ về cái đó là hai người tự thương lượng và cố gắng thôi. Thương lượng gì? Mượn tiền nhau hả? Có vậy, đó là mượn tiền mình cái đó mình phải lo chứ, tại sao mình để mà mượn tiền? Có gì đâu thương lượng, phải bàn bạc luôn, phải à, thương lượng hỏi là em nên mua em nhà mua, bự mua, nhà nhỏ, nhà bự nhà nhỏ mới mua, không quận mấy nó thuận tiện em công việc em đi làm. Nhưng mà anh lo hết phải không? Lo hết nhỉ? Thì vậy đi, nói cho rõ đi, thương lượng tụi nó mới đám cưới về, thương lượng em có bao nhiêu cho anh mượn không được. Chị hỏi rõ hết trơn rồi nha cưng. Hai cái này cũng hợp đó. Được không chị? Được. Bên kia dễ thương lắm em. Thôi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân tư vấn coi nói sao nha. Em đi với ai? Nè em đi có bố em, có chị sếp với lại mấy em. À có bố nữa hả? Nãy giờ bố ngồi cười mỉm chi quá chắc được quá. Dạ chào bác. Bác thấy con dâu tương lai thấy được không mà bác? Thưa anh Quyền Linh, thưa chị Cát Tường, chị xin phép cho tôi nói là tôi ok rồi đó, thấy tạm được rồi đó. Dạ. Cơ bản vậy là thấy được rồi, thấy nhẹ nhàng rồi bác. Ủa hình như là em có đi với sếp nữa phải không? Dạ. Sếp. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Cách đây 5 năm á, em có hứa với nó là chị sẽ trả tiền cho cái chuyến xe rước dâu. À. Mà từ đó đến giờ chờ hoài không có. Tự nhiên nãy giờ em ngồi đây á, em mới đổi ý, cái em phải ra hạn luôn. Là từ đây tới cuối năm 2017 nếu mà không có coi như cái lời hứa đó là coi như mình bỏ. Đúng rồi chị, phải có giờ thời hạn chứ đâu mà kéo dài đúng quá. Đúng rồi, cái gì ha, nó cũng phải có thời hạn à. Hướng này thì rất là chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. Dạ. Có một điều thì Hớn nó giấu hồi xưa giờ nó không nói, nó rất thích gái đẹp. Chị mong là hai đứa sẽ cùng bấm. Dạ rồi cảm ơn chị. Nè em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một số bạn làm chung với lại bạn thân của em. À rồi đâu chị chưa gặp bạn em đâu. Chào em. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Thu Dung ạ. Theo như mà như chị thấy đó Dung, mặc dù là bạn nam bạn hớn bạn rất khiêm tốn, bạn nói bạn không phải là trai đẹp, nhưng mà theo như cái tiêu chuẩn trai đẹp mà chị em mình hay nói với nhau á thì chị thấy bạn hớn rất ổn. À bạn trai hớn ta khen mình kìa, nghe cảm ơn gì chứ. Trời có yêu cầu gì của nhóm bạn đối với chú rể tương lai này không? Tụi em chơi chung với nhau á thì cùng thích á, là thích cái kiểu điềm đạm như Dung nói, mặc dù bạn nam bạn kia bạn tin hớn nhưng mà thực ra thì chị thấy bạn rất là chững chạc. Rồi cảm ơn. Bây giờ là mình gặp nhau đi để xem tiếng sét ái tình coi có lửa gì không nha, có đốt cháy được hay không nha. Kéo màn. Cô gái đến từ Phú Yên, gặp chàng trai đến từ Long An. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Ngồi yên cho người ta ngắm cái mắt coi. Để nhìn được lửa nha. Em thấy mắt anh có lửa chưa? Chưa, nó mới nhìn nhóm thôi nên em chưa có biết, để một hồi nữa em kiểm nghiệm. Anh thấy em sao? Anh nghĩ thì anh đang... Trời ơi sao bối rối vậy? Sao tự nhiên vén màn lên thấy em anh run quá. Thấy em dễ thương. Nói chung là anh thích. Em coi nó có chuẩn men không em? Anh biết thích em là anh chuẩn men rồi đó. Không nhưng mà thích vậy coi cái thích thật hay không, hay là nói thích cho qua để che giấu cái không chuẩn men đó. Bây giờ cũng nghi ngờ lắm em ơi. Em thấy anh có được gọi là đủ tiêu chuẩn của em để em mới 69 à? Được 69 không anh? Nếu đo kỹ cỡ 67 rồi. Ở nam cũng dễ thương, chững chạc, không có sụ nhi. Chứ anh 32 tuổi còn sụ nhi gì nữa em? Tùy thôi, anh có người 35 tuổi vẫn sụ nhi bình thường. Mày nhìn không tướng sụ nhi đâu, sụ quẻ. Hỏi tí tí em hỏi gì đó. Thì giờ mà hỏi tên gì nó biết chết liền á. Anh chuẩn bị nhiều lắm á, tự nhiên anh sao gặp em anh run quá. Tim đập mạnh rồi đúng không? Dạ. Thì đúng rồi không? Em biết cổ tên gì không? Dạ thì Dung. Hả? Tên Dung. Tên Dung hả? Dạ đúng rồi anh. Em biết anh tên gì không? Anh tên Hướng, anh tên Hướng. Mình khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em muốn tìm hiểu chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Dài quá em. Trả giá đi. Mình rút ngắn bớt là được không em? Cái đó là do anh á. Nếu mà anh làm em thấy thuyết phục thì nhiêu em cũng được. Do anh đó nha anh. Yeah. Và anh hy vọng là sau buổi này anh sẽ được, chiều nay anh sẽ mời em đi coi xem phim hay là đi shopping hay đi đâu đó. Em cũng nghĩ là mình gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Không duyên này thì nó cũng duyên khác mà anh. Duyên khác là duyên gì cô? Để cái gì chấm chấm mọi người sẽ hiểu. Đây, đặt tay vào nút bấm nha.
suy nghĩ thật kỹ để xem chúng ta có duyên để hẹn hò không. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Có 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai bấm rất nhanh đúng không? Còn bạn gái suy nghĩ điều gì mà chậm vậy? Em suy nghĩ là để từ từ bấm cho có giá. Nhưng mà đôi khi mà hàng để lâu quá, bán không chạy nó ế đó, thì nó cũng xuống giá lắm nha. Chúc mừng các bạn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, nắm tay cô gái ấy. Hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ thôi đừng hôn anh. Không được, đây là quy định của chương trình. Dạ thôi được rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúng tôi xin mời bạn đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Không mập. Mặt nhưng mặt thì hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ, chưa, đó là chưa yếu. Đôi khi á mà chậm quá cũng không tốt đâu. Tới rồi mà còn không chịu đâu. Làm giá chút xíu cái lỡ chứ không phà cái nó đi luôn. Hy vọng rằng cặp đôi ngày hôm nay sẽ tiến xa hơn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thảo à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh, bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Trúc Phương. Em năm nay 27 tuổi. Dạ, quê quán em ở Long An à. Em làm cho một công ty sản xuất gì? Đồ thể thao à. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các chị khán giả. Chào bạn cùng chơi. Em tên là Lê Minh Hiếu. Em là giáo viên. Viên em đang làm ở Bình Dương. Còn hiện giờ đang học cao học ở Sài Gòn. Và nhà em hiện đang ở Đồng Nai và quê quán ở Tiền Giang. Tức là bạn ở hai ba nơi vậy đó hả? Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy trung cấp với chị. À, dạy trung cấp. Có nhiều cô giáo xinh đẹp. Nhưng mà các cô đó là có hoa là có chủ hết hết hả? Không lẽ mình xung quanh không có cô nào mà chưa có chủ hả? Dạ không, ở đó là em là thuộc dạng là nhỏ nhất. Trường mỹ thuật văn hóa nên các thầy cô đó là thường lớn tuổi hết rồi. Bạn dạy chuyên môn về gì? Dạ em chuyên môn về lịch sử văn hóa. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, siêng năng chịu khó, hơi lúa chút xíu. Còn điểm yếu của em là em hay mắc cỡ, hơi mê tín dị đoan. Hả? Có đi coi tuổi coi thầy gì không? Dạ có chị. Vậy là em hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi tuổi Dần. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi Thìn chị ơi. Thìn. Được không? Em nghĩ chắc cũng được. Được. Mê tín dị đoan mà chưa hỏi thầy bói mà dám nói được. Rồi giờ yêu nhau xong rồi về dắt đi coi thầy, thầy nói không được rồi tính sao? Em nghĩ là quan trọng là do bản thân mình thôi. Vậy thì bỏ đi coi đi, vì mê tín dị đoan chi. Bạn có về điểm mạnh điểm yếu nào? Về điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được, biết quan tâm người khác. Thì đôi khi cũng có thể làm quân sư bất đắc dĩ cho các bạn được. Điểm yếu? Công việc thì em có thể quyết đoán được, nhưng mà trong tình cảm nhiều khi còn hơi do dự quá. Do dự là sao em? Sợ không biết mình làm vậy người ta sẽ có ảnh hưởng gì không, rồi người ta sẽ cảm thấy thế nào. Bây giờ bạn nữ, bạn tìm người yêu cho mình với một hình dáng như thế nào, bạn tả cho tôi biết được không? Em có một số yêu cầu với bạn nam là chiều cao đầu tiên là phải trên 1m65. Tính tình thì cũng vui vẻ, giản dị, nghề nghiệp thì ổn định, cầu tiến trong công việc với cuộc sống, không quá gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi. Cô đề ra như vậy bạn có thấy đáp ứng được không? Dưới mức em tưởng tượng. Cô đề thấp quá. Mình cao hơn đúng không? Cô đề có ưu điểm nhiều lắm, em có tự gì khó hơn không? Tự tin, em không thích cái gì ở người bạn trai? Không có chung thủy, hay nổ quá chị, hay khoa trương khuếch đại. Bên kia thấy có hơi nổ nổ rồi đó. Không có đâu, chưa có nổ gì hết. Em hay nói xấu bên đây không à? Gì nữa em? Về ngoại hình có cái gì không thích không? Đừng có mập quá chị. Với lại đây hơi mập á. Sạch sẽ là được. Dạ. Sạch sẽ, giản dị là được. Thầy giáo phải sạch sẽ rồi, giản dị có luôn. Ừ. Còn gì khó hơn không? Dạ đừng có xến xuống màu mè quá. Dạ. Bạn nam bây giờ thời trẻ bây giờ hay mặc kiểu như quần jean rách hay là mấy cái kiểu đội nón hip hop gì, em không thích kiểu màu mè giống như con gái như vậy. Có đâu có màu mè, nó rách rưới thôi chứ đâu có màu mè. Dạ. Quần không rách. Có rách một chỗ mà không thấy.
tóc tai cũng gọn gàng, thầy giáo có vẻ sạch sẽ, không mập. Đạt chuẩn. Hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ chưa, đó là chưa yếu mà. Sao có giọng nói ngộ ngộ vậy? Thì khu em là khu tái định cư á, xung quanh có rất nhiều người các vùng miền khác nhau. Không không, cái giọng á, cái không phải là nói giọng vùng miền, mà ý là cái chất giọng nói giống như là muốn đứt hơi vậy. Thì đó, anh nói anh ở tái định, khu tái định cư thì cái giọng cũng tái định cư. Ờ vậy luôn hả? Lúc có lúc không. À, mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình cần muốn tìm mà cái mẫu người bạn gái em cần tìm á, thứ nhất là sạch sẽ, biết nấu ăn. Mà em nấu ăn giỏi rồi, cần bạn gái nấu ăn chi nữa thì nấu bạn gái ăn được rồi. Hai người cùng làm ấy, nó sẽ có tình cảm gắn kết với nhau. Hỏi cho vui thôi chứ bên đây ưu điểm là nấu ăn. Dạ. Rồi. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Nói nhiều. Ghen dữ quá. Tại nhiều khi các bạn ghen, các bạn cứ tưởng tượng thêm thôi. Em có sợ cái sở trường gì không? Cho em có thể viết lách được chút đỉnh. Làm thơ đi, làm thử mấy câu thơ tặng bạn gái. Thôi bây giờ nè, để thầy giáo nghiên cứu một hồi đi, suy nghĩ làm thơ chút qua đọc trước mặt cô gái ấy để gây ấn tượng ha. Dạ. Cho thầy thiếu cái đó chắc xỉu luôn á chứ đọc gì nổi. Đó, vậy chứ mà khỏe lắm, đừng có làm khó thầy giáo tôi nữa mà. Chào em gái. Thầy giáo bên đây đúng là như em nói, rất là thiệt tình giản dị ha, không có nổ đâu chị Tường, chỉ nói vậy thôi chứ nãy giờ anh nổ không chứ thầy giáo nào nổ chứ. Anh ở Long An á, ý anh ở Bình Dương, Bình Dương Đồng Nai, nói chung ở tùm lum hết trơn. Chưa có ổn định lắm, em có lo lắng gì điều đó không? Cũng hơi lo, tại vì hiện tại công việc của em là ở thành phố. Em cũng không có muốn chuyển sang Bình Dương hay là Đồng Nai. Tức là ổn định thành phố rồi đúng không? Dạ. Nếu mà có hợp với nhau thì ở thành phố này lập nghiệp luôn. Dạ. Rồi, để anh hỏi anh ấy rồi nha. Nếu như bây giờ hai người lấy nhau là em có đồng ý ở thành phố luôn không? Dạ thì đó cũng là mong muốn của em anh. Thầy còn lập nghiệp luôn. Mình có kế hoạch nào cho tương lai? Nếu như lấy vợ có con? Đang cố gắng chuẩn bị điều kiện phấn đấu để trở thành giảng viên của trường đại học. Thì khoảng bao lâu thì em sẽ trở thành giáo viên đại học? Nếu mà thuận lợi khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa. Hồi nãy giờ em nghe cái giọng nói của ảnh, em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ thì ảnh chắc cũng cao ráo. Cao ráo. Chắc hơi mập chút xíu. Hơi mập. Nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Chắc vậy đó. Hơi mập. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân coi ý kiến người thân tư vấn sao đây. Em gái đi với ai? Em đi với ai không? Dạ em có đi với hai chị bạn thân. Rồi bạn em ngồi ở đâu nè? Bạn thân đâu? Đâu? Thân ai nấy lo hay sao? Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chắc tại hai chị có việc bận. Đi rồi hả? Đó, vậy là thân ai nấy lo đó. Rồi, thân ai nấy lo. Giới thiệu bạn thân mà thân đi lo rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em cũng đi với hai người bạn thân. Thân luôn, đâu? Dạ. À này thân thiệt quá. Chào anh Kling, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Hiếu là một người rất là nhiệt tình, chăm chỉ và chịu khó, đó, thật thà. Còn khuyết điểm của Hiếu là nhiều khi nhiệt tình, nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Những cái tiêu chuẩn của bạn nữ thì thấy là Hiếu đáp ứng được khoảng 80%. Ngon lành rồi. Rồi, vậy là được rồi, 80% cũng được rồi. Ngon lành quá. Bây giờ rồi. Kéo màn lên. Thầy giáo nhớ nha, làm một bài thơ nào gây ấn tượng với cô gái đó nha. Cố gắng giữ cuộc hơi ổn định nha. Kéo màn. Suy nghĩ một bài thơ nào. Mập dễ sợ. Dạ, chào anh. Thì lần đầu gặp mặt có duyên thì anh có món quà nhỏ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì anh dạy trung cấp nhưng mà anh dạy môn gì ạ? Anh dạy bên lịch sử. À, lịch sử. Lúc anh về trường chủ yếu làm công tác quản lý thôi. Anh có tính chuyển công tác lên thành phố hay là anh muốn gắn bó lâu dài với ngôi trường anh đang dạy ạ? À? Mục tiêu của anh là một trường đại học nào đó ở thành phố này. Làm thơ đâu, cảm nhận bạn gái thế nào? Em thấy bạn cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Rồi có vẻ là bạn có hướng nội nhiều hơn. À, dạ tính cách của em thì hơi hướng nội. Nên là em gặp người lạ em hay mắc cỡ chút xíu. Gặp anh nay giờ có mắc cỡ không? Dạ, chắc em cũng không biết nữa. Thì anh hỏi thì em cứ nói thôi ạ. Anh là tặng em, tặng dạ. Anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và mọi người đây một đoạn thơ ngắn thôi. Dạ cảm ơn anh. Có gã si tình lúc xuân sang, mơ bóng người thương dệt mộng vàng, ghép mảnh hương yêu màu ngọc bích của gió trở về từ bốn phương. Bài thơ ngắn. Đấy, hát là tặng anh ấy cho anh biết rồi. Vậy em cũng xin hát tặng anh một với khán giả một bài. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay.
Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. À dạ. À, dễ thương quá. Đây là một người anh thấy rằng có một cái khát vọng trong tương lai là muốn hướng đến một giảng viên đại học. Đó là một cái điều tốt. Rồi như vậy thì như hồi nãy anh nói hết là anh không muốn bạn gái ghen nhiều quá, vậy em có thuộc trường hợp đó không? Thì em là tiếp người không có thích ghen. Em thích sự thủy chung, ví dụ như mình thẳng thắn với nhau, mình có điều gì khúc mắc thì nói với nhau, nếu mà không quen thì mình nên nói thẳng và mình chia tay, chứ để tránh trường hợp mà những cái không hay về sau. Nên em rất là thẳng thắn bộc trực, em không thích nói dối, không thích đôi co. Nói chung là em không phải tiếp người ghen. Rồi. Giờ mình tính toán cái chuyện hẹn hò như thế nào đi. Em tại ở trọ thành phố để học luôn. Em dùng toàn bộ thời gian ở thành phố hết nên mà việc hẹn hò thì đó là bạn nữ không rảnh thôi. Không lo học đi ông. Bữa nay á, thì anh với em rồi chương trình được nhờ chương trình là may mối sắp xếp thì gặp nữa, ở đây là cái duyên rồi. Hãy anh với em hãy cùng cho nhau một cơ hội để có thể biến tình cái duyên này thêm tình thêm nghĩa nữa thì nó sẽ quá đẹp quá tốt hơn. Để tay nút bấm đi thầy giáo. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ tại vì em thấy anh cũng lo học quá, em muốn anh tập trung cái công việc học nhiều hơn. Biết đâu sau 3 năm cô gái ấy tự đi tìm nút để bấm với bạn thì sao? Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình nhé. Em vừa làm pha trễ mà em vừa nhận thêm một vài công việc như chạy sự kiện. Ngày hôm nay thì không biết cặp đôi của chúng ta có đồng điệu với nhau, có sự rung động với nhau và bấm nút hẹn hò hay không. Bạn trai chà cào tò dữ ha, đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Hello em. Dạ chào chị Cát Tường. Rồi đợi chị xíu nha, chị ra ngoài mời bạn gái của em vào nha. Dạ. Hy vọng hôm nay em thành công nha. Mời em. Rồi. Ngồi đây em ơi. Như dạo này tôi mát tay hay sao á nha. Rồi, ủa trời chưa chưa mời tự mở mặt nạ luôn đi cưng. Dạ. Hay quá. Dạ. Chào chị. Chào hai em. Hai bạn đã vào vị trí của mình rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thật lớn ha, rõ ràng cho đối phương có thể nghe được về bản thân của mình. Dạ chào chị và chào chương trình. Em rồi. Tên Nguyễn Hồng Phúc. Năm nay 28 tuổi. Quê em Tiền Giang. Và công việc của em hiện tại là nhân viên kinh doanh. Em đang ở đâu? Dạ em ở Bình Tân. À quê thì Kiên Giang, Tiền Giang, bây giờ ở Bình Tân. Dạ. Công việc cụ thể là làm gì? Dạ nhân viên bán hàng, bán làm thiết kế giống như chị Tường mà. À vậy á hả? Rồi mình đang ở đó với ai? Dạ em sống mình em. Ba mẹ còn dưới quê hết? Dạ. Ok, mời bạn bên này. Dạ em chào chị Tường ạ. Em là Hồ Triệu Vị. Em năm nay 24 tuổi ạ. Em sinh ra lớn lên ở Huế. Huế. Và hiện tại bây giờ em đang làm pha trễ ạ. Pha trễ làm mô? Dạ em làm bên quận 1 ạ. Quận 1 vô đây lâu chưa? Em vào đây thì cũng được tầm 2 năm rồi ạ. 2 năm? Dạ. Nghe được không em? Dạ nghe được. À nghe được, hay mà, giọng Huế nhẹ nhàng dễ thương. Chà bây giờ tôi bắt đầu hỏi từ đâu đây, điểm mạnh điểm yếu của em đi, cứ theo trình tự mà làm nhé. Tôi hơi rối mỗi lần mà tôi làm mai mối cho cộng đồng LGBT là tôi áp lực dữ lắm, tôi sợ tôi nói bậy chứ không gì hết trơn á. Bữa giờ tìm hiểu dữ lắm nha, sau khi mấy số trước thành công phát sóng là chị Tường có nhiều người á, là Tường đi qua bên Mỹ luôn á quý vị, mà có cộng đồng LGBT ở bên Mỹ á, nhắn tin riêng cho Tường mời Tường ra uống cà phê và nói rất dễ thương lắm, giống như là anh là trong cộng đồng này và anh biết là em là làm mai mối là cho cộng đồng của anh rất là vui. Anh muốn gặp em để chia sẻ cho em một số kinh nghiệm để em hiểu thêm, để mà khi em nói chuyện nó sẽ hay hơn. Đó, cho nên là Tường cũng nhận được nhiều cái lời đóng góp của mọi người lắm. Cho nên là Tường thấy cái trách nhiệm của mình nặng nề lắm. Là mai mối người bình thường là đã khổ rồi, mà mai mối cho tụi em là càng phải cân nhắc hơn nữa. Hay nói bậy, về chị dễ nói bậy là bị chửi chết luôn. Phải thương chị nha, cái dạ. Trách nhiệm của chị nặng nề lắm luôn á, mọi người phải thương tôi á. Rồi, bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu của em là em hay nhát, hay căng thẳng trước nhiều đông người. Ủa sao hòa đồng vui vẻ mà còn căng thẳng đông người thì sao em vui vẻ được em? Vui vẻ là khi đã quen rồi thì rất là vui vẻ. Em có tật xấu gì không? Ngủ hay trễ. À, ngủ trễ hết hồn, tưởng nó ngủ làm gì chứ còn ngủ hay trễ bình thường.
Ngủ trễ giờ làm bị la hoài. À, ngủ rồi trễ giờ làm luôn. Dạ. Kỳ vậy. Tối em đi làm gì khuya em hay ngủ trễ. Thôi hy vọng là có người bạn kế bên nhắc nhở ngủ sớm, ngủ đúng giờ để đảm bảo. Hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy ha. Dạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì cũng giống như anh bên kia, cũng là hoa đồng vui vẻ. Và thêm một cái nữa là em không biết cái này có phải điểm mạnh hay là điểm yếu của em, là em hay lo xa. Lo xa, ví dụ em lo chuyện gì? Nếu như mà anh ngủ bị trễ thì em sẽ là người gọi dậy rất là sớm. À, hay quá, được không em? Dạ được. Hy vọng em từ nay có người nâng khăn sửa túi ha, có người nâng đỡ ha. Rồi giờ vô cái chuyện tình yêu, cái tình duyên của mình như thế nào? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Trai hay gái? Dạ một trai một gái. Gái trước đúng không? Dạ không, trai hả? Trước. Hả? Cái gì lạ lùng vậy em? Trai trước? Dạ. Năm bao nhiêu tuổi? Giữa 20 với 21 tuổi. Nhỏ em có gì bất thường không? Sao lớn lên tự nhiên em lại thích con trai? Cái đó là gọi là cảm giác. Có nghĩa là em có cảm giác với bạn trai này. Dạ. Lúc đó em có hoang mang, có lo lắng gì không? Thế em suy nghĩ một mình em là rất là bình thường. Nhưng mà em sợ dì nghĩ nên em không dám come out. Lúc đó quen là chưa come out? Dạ. Rồi bao giờ thì em mới come out với gia đình? Sau khi chia tay với bạn nữ. Là sau đó nữa? Dạ. Vậy là cái đoạn quen với bạn trai đầu tiên đó là gia đình em không biết. Dạ. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn sống trong gia đình thì em có biểu hiện gì khác bình thường không? Dạ em cũng vẫn bình thường, em không có biểu hiện gì hết á. Và em nghĩ là ba mẹ em có nghi ngờ gì ở em không, về giới tính của em không? Mẹ em thì không nói gì hết, nhưng mà em nghĩ chắc mẹ em biết. À, có nghĩa là em không biểu hiện trong gia đình thôi mà ra ngoài em có biểu hiện? Dạ. Biểu hiện gì, ví dụ? Bà ơi. Bà ơi, rồi trong cách nói chuyện, dạ, rồi không xưng, cách xưng hô. Nhưng mà từ thuở nhỏ lúc em đi học đến 20 tuổi thì em có thích bạn nữ không? Dạ có, thỉnh thoảng. Có nghe lúc đó là nó chưa có rõ, dạ, ràng. Nhưng mà cuối cùng chọn cái đầu đời, tình yêu đầu đời là nam trước. Dạ. Rồi cái mối tình đó tại sao chia tay? Dạ mối tình đó kéo dài được khoảng 3 năm. Còn có 3 năm là lâu lắm á. Lúc đầu thì vui vẻ lắm. Lúc đầu em đi làm chung, ăn chung, ở chung, giống như là với của em gọi là vợ chồng luôn á. Ừ. Giờ về sống chung. Mà em là nhau. Chồng hay em là vợ? Dạ em là chồng. À, bởi em là chồng em mới ngồi ghế bên này, làm vợ ngồi ghế bên này, chỉ hỏi, dạ, cho vui thôi. Dạ. Rồi kéo dài được khoảng 3 năm thì sau đó là hay lục đục. Em đi làm thêm buổi tối thì bạn ấy có một bạn khác. Ồ, người ta nói giới của em là không có được chung thủy lắm đúng không vậy? Một phần nào đó thôi à. Em suy nghĩ, nếu mà em không suy nghĩ như vậy thì em sẽ không biết đến chương trình này. Em có nghĩ em là người chung thủy không? Nếu có một bạn giữ chân em lại. Bản thân mình có chung thủy hay không chứ? Nếu là phải người có người giữ chân lại là sao? Ví dụ người ta không giữ chân lại là mình lăng nhăng hả? Ví dụ trong quá trình 3 năm em quen với cái người đó, có khi em ra đường em có nhìn ngó nghiêng ngó ngửa, có tìm người này người nọ không? Em có thích người khác hay không? Là mình, dạ, biết mà. Nhìn là nhìn, thích là thích thôi, nhưng mà lén lúc hẹn hò đi chơi riêng không? Dạ không. À thì đó, mình biết mình chứ. À, rồi sao nữa? Rồi qua cái vụ bạn gái coi, rồi tự nhiên chia tay rồi sao, mắc mới gì phải quen bạn gái? Chia tay bạn nam là em về quê. Về quê sau đó mẹ em hỏi, không thấy quen bạn gái gì mà dắt về cho tao coi gì hết. Em nói là con mà dắt về là mẹ phải cưới nha. Cái này mày dắt về đi, tao cưới hết á. Cái này nhà không có đủ ăn, đủ mặc, nghề nghiệp thì chưa tới đâu, dắt về, dắt ra, dắt vô tội con người ta. Mày đưa về đi rồi tao có tiền tao cưới liền. Con nói là cưới cho con nha, không phải cưới cho má đâu nha. Bây giờ cứ đem về là hạnh phúc của con. Ừ, tao cưới hết á. Rồi đem về sống thì cũng mới lúc nào cũng thì tìm hiểu là nhanh lắm chị, giống như đánh nhanh rút gọn vậy đó. Là lúc đó tại sao em lại tìm hiểu bạn gái đó, là do gia đình áp lực hay là mẹ em muốn, hay là em muốn báo hiếu, hay là em cũng nghĩ là mình muốn lấy vợ, hay là như thế nào? Một phần là em muốn báo hiếu, hai là em cũng muốn sau này có người lo cho mình. Không, nhưng mà em bỏ bạn trai rồi, bỏ bạn nam tới kia rồi đó, là em đi về em sống, em vẫn là một thằng đàn ông, có nghĩa là em bỏ luôn LGBT. Bỏ luôn? Dạ. Rồi quen một cô gái, có tình cảm xúc không? Có tình cảm với cổ không? Dạ có. Quen bao lâu? Quen cưới hỏi luôn khoảng 2 năm. Ồ, có cưới hỏi luôn hả? Dạ có. Ồ, có lấy vợ luôn? Dạ. Rồi có con không? Dạ không, năm đầu thì kế hoạch mà năm sau thì chia tay. Sao năm đầu kế hoạch? Mẹ em nói là không đúng tuổi lấy về có con liền, sau này con mày nó kỵ mày. Rồi lúc mà em ở với người vợ em có cảm xúc không? Chị hỏi thiệt, có yêu thương vợ không? Dạ có chứ, có yêu thương mới lấy. Ủa, tại sao chia tay? Mà em giống em. Dạ em giống em là sao? Cũng LGBT. Trời ơi, cái gì tùm lum vậy, là sao? Là cô đó là less. Rồi giờ ý là cô đó thích con gái. Sau khi chia tay em thì em đi. Rồi vậy cái hai đứa chia tay. Dạ. Rồi cái hai đứa tìm lại chính mình. Tìm lại chính mình, hôm nay mới đến đây cảm ơn. Là hai mối tình thôi hả? Ba lẫn mà. Dạ có một mối tình nữa, nhưng mà chỉ là tìm hiểu thôi. Và tìm hiểu thì em thấy không hợp nên. Là trai luôn? Dạ. Bây giờ khẳng định rõ ràng thích con trai chưa?
Và khẳng định là thích đàn trai. Có nghĩa là có khi nào nghĩ sai lấy vợ đi sinh con nữa không, để báo hiếu cho cha mẹ nữa không? Dạ không ạ. Rồi tạm ngưng câu chuyện của em, qua câu chuyện bên này. Em nãy giờ em nghe câu chuyện của bạn này em thấy như thế nào? Còn hơi sốc. Hơi sốc ha? Dạ đúng rồi. Chị còn sốc nữa đây. Em trong giới mà em còn sốc nữa. Còn em thì sao? Giới tính của em nó rõ ràng như thế nào hay là nó dạ cũng lấp la lấp lửng như vậy? Em có hai mối tình ạ. Hai mối tình. Và đều là nam hết. Đều là nam. Ngay từ lúc nào thì em biết là mình là thích bạn nam? Từ năm lớp 7 ạ. Lớp 7 luôn. Dạ. Rồi lúc nào thì em có mau? Dạ em có mau được 6 năm rồi ạ. Gia đình đó là từ 24 là cũng được 5 năm. Gia đình có sốc lắm không? Dạ em có máu vậy mà em là đêm 30 Tết. Ừ, trời 30 Tết em cũng ăn. Thôi cũng được. Tính nói oan nghiệt nhưng mà thôi 30 Tết rồi mình không, bỏ luôn qua một đầu năm cho nó vui. Dạ, thực chất ra là em cũng có lừa thời gian rồi. Tại vì em cũng mất 2 năm để chuẩn bị. Em phải chuẩn bị tất cả những thứ mà mẹ biết về cộng đồng để cho mẹ hiểu. Nhưng đó lúc đó em đang bị stress nữa. Thứ nhất là về công việc. Thứ hai là về chuyện tình cảm. Thứ ba là về cả gia đình nữa. Đêm hôm đó thực sự ra là đêm 30 Tết nhưng ba em đi nhậu say về và ba em vẫn chửi. Thì hai mẹ con đi ra ngoài chuẩn ngoài sân, quẹt sân. Thì em mới nói về mẹ em một câu là mẹ con có chuyện mà nói về mẹ. Em mới kêu là con không thích con gái, con thích con trai. Và ngay lúc đó là mẹ ở trên trời bắn pháo hoa. Và giữa này hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì mẹ mới nói một câu là mẹ ba mày không chấp nhận đâu. Mày ở trong nhà mình như thế nào cũng được, nhưng ra ngoài đường mày phải là một thằng con trai. Mày phải có con để nuôi dòi. Thì em mới nói về mẹ lại một câu là con vẫn có thể có con được, nhưng nếu như mẹ đặt mẹ vào hoàn cảnh mẹ của người con gái đó và con chỉ lấy người đó về như một bức bình phẩm thôi thì mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Và nếu như mẹ lựa chọn giữa con một đứa hoang hoang hiền hiệu thảo, không tụ tập bài bạc đánh bài gì cả, và một người ngày nào cũng kê ma túy vân vân, thì mẹ sẽ chọn ai? Thì lúc đó thực sự đó nói như vậy, em không bắt mẹ chọn, chỉ là hai mẹ con ôm nhau khóc. Ê, mẹ không nói gì thì em cũng gọi nói là về mẹ một câu lên. Nếu như mẹ cảm thấy mà con không sống được ở đấy nữa thì coi như là con bất hiểu, mẹ cho con xin ở lại 3 ngày Tết thôi, con phụ mẹ 3 ngày Tết. Huế rất là khó khăn. Dạ đúng mẹ. Rồi. Và sau 3 ngày Tết thì con sẽ đi một nơi nào đó rất là xa mà mẹ không nhìn thấy. Mà mẹ em nói sao? Mẹ không nói gì cả, nhưng mà sau 3 ngày Tết thì vẫn vui vẻ là bình thường. Rồi còn ba em thì như thế nào? Ba em thì không chấp nhận, hiện tại ba em mất được 4 năm rồi. Trước khi mất có chấp nhận không? Dạ không. Em có đông anh chị em không? Dạ em có thằng em nữa, 2 lại 3. Thu em 8 tuổi, trường em cũng chỉ có chứng đỏ. Con về vẫn đi công khai được chứng ra. Hiện tại bây giờ thì mỗi lần mà về quê á, em làm ở đây nhưng mỗi lần về quê thì mẹ hay chọc là khi nào dẫn người yêu về ra mắt. Nhưng mà bây giờ về quê thì em là trai hay là gái? Em có máu hoàn toàn rồi ạ. À có máu hoàn mẹ toàn em chấp luôn nhận rồi. Em luôn rồi ạ. Chấp nhận luôn cả những người bạn của em ở ngoài Huế. Và gọi luôn cả những người đó cho dù là trai hay gái hay là như thế nào chăng nữa thì mẹ vẫn gọi là con. Vậy, và vẫn xưng bằng mẹ. Rồi vậy còn những cái mối tình của em thì như thế nào? Em có 2 mối tình. Mối tình đầu thì được 6 tháng. Thực ra là cũng muốn nhắc lại mối tình đầu cho tại vì nó làm cho em bị khủng hoảng. Sao vậy em? Tại vì em quen nhầm một người hơn em 1 tuổi mà lại là cháu đích tôn. Và trong 6 tháng đó thì em vừa bị cận sưng. Rồi khi mà ngày cuối cùng khi mà em và người đó dừng lại á thì em bị một bạc tai của người mẹ của người đó nữa. Đó là bao nhiêu lời xỉ vả là em nhận lại hết. Cho tất cả mọi người đều nhìn em bằng một con mắt rất là kinh khủng. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng giống như anh bên kia, cũng 3 năm. Rồi tại sao rồi cũng chia tay? Thực ra là lúc đó em chỉ suy nghĩ tại vấn đề là yêu là chuyện của hai người. Ra ngoài đó em cũng ăn ở chung, nhưng mà khác một tí là như vậy em làm giàu luôn. Thế là ở chung một nhà, mặc dù người đó chưa công khai. Gia đình đó cũng chấp nhận em? Dạ không, chỉ là danh nghĩa là bạn thân từ Sài Gòn, từ Huế vào đi làm thôi. Cho ra là mình chỉ suy nghĩ tới như vậy và mình chỉ đắm mình lo cho người đó thôi. Rồi sao chia tay? Lúc đầu thì cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ. Em và người đó yêu xa 6 tháng. Rồi hẹn nhau lên Đà Lạt rồi gặp mặt. Thì ở trên Đà Lạt làm cho em nhớ nhất là người đó đeo vào cái ngọc áo của em một chiếc nhẫn bạc. Người đẹp vậy sao cuối cùng rồi cũng chia tay? Trời sao rối quá. Thực ra là thứ nhất là về gia đình bên đó. Thứ hai là người đó không dặn công khai. Quen lâu rồi mà cũng không khai cũng khó. Đúng rồi. Em là tân hỏi người đó là đến khi nào sẽ công khai em. Và có thể là tình yêu cũng chưa đủ lớn. Và thêm một phần nữa là người đó quen một người khác. Đó, có nguyên nhân hết chứ. Chứ nếu không mà thật sự nếu mà hai người yêu nhau thì ai mà không muốn công khai đúng không em? Dạ. Thường người ta yêu nhau là người ta muốn thể hiện, không phải là cộng đồng của tụi em. Mà ngay cả người bình thường cũng vậy.
mình yêu là mình phải muốn cho cả thế giới biết tôi có người yêu, tôi phải chia sẻ cái niềm vui đó, đúng không? Dạ. Còn khi mà mình đã giấu giếm có nghĩa là mình có điều đó gì đó nó còn gút bắt ở trong người, mình chưa có giải phóng được. Dạ. Thôi, chuyện cũ ai cũng có hết, chúng ta bỏ qua một bên. Hôm nay ta nói tới chuyện mới ha. Dạ. Thì bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Vui vẻ, nghe vui vẻ. Nói nhiều hơn em chút xíu, tại em nhát, không biết nói. Rồi, ngoại hình. Xấu đẹp không quan trọng. Rồi, có điều gì em không thích ở một người bạn mà mình sẽ gắn bó lâu dài không? Em không thích là lầm lầm lì lì, em không thích. Lầm lầm lì lì không thích. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn trai của mình là người như thế nào? Chìm chẳng. Rồi. Thứ hai là biết suy nghĩ. Tại vì em sáu mối tình đó thì em biết ra là rất nhiều thứ nữa, chứ không phải là chỉ có hai người không thôi. Thật ra mình cũng trưởng thành hết rồi, còn có công việc, có cuộc sống, có gia đình, có trách nhiệm với mọi thứ nữa. Dạ. Thật ra thì mình lúc nào mình nhớ nhau, mình cần nhau thì mình chia sẻ thôi. Dạ. Đây, hai bạn thử nhìn xem coi một nửa của mình có trong này hay không. Dạ. 30 giây nhìn hình đoán người. Được chưa? Hòa thơm quá. Ai? Bên này. Bên này dạ. Tại sao lại chọn anh đó? Em cảm nhận thôi. À, vậy là thích anh đó phải không? Đó không phải là thích mà em chỉ là em cảm nhận thôi. Cảm nhận là người đó. Hay quá ha, năm người chỉ vô cái chúng bóc ha. Dạ, bạn này. Tại sao em chọn bạn đó? Giọng nói thiện cảm chắc phát ra từ này. Hay quá ha, trời ơi, cái này nó hay quá ta. Chắc là nhân duyên sắp đặt rồi. Rồi, xin mời quý vị hãy nhìn về cửa trái tim. Chúng tôi sẽ mở cửa trái tim ra để cho các bạn ấy kiểm tra lại một lần nữa xem cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay sai. 1, 2, 3. Chào em. Rồi, được không? Mình chọn đúng không? Dạ, đúng ạ. Xuất sắc quá ha. Tại sao bên đây nhiều âm như vậy mà chọn vô cái trúng liền vậy ta? Xuất sắc ha. Dạ. Chắc là mẫu gu, cái gu của mình đúng không? Bây giờ mở cửa trái tim này ra, cảm nhận đầu tiên của em là gì? Cảm nhận của em là bạn có một giọng nói rất là ấm áp, thiện cảm. Ừ. Và bạn chắc em suy nghĩ là bạn cũng đáp ứng được yêu cầu gọi là bạn nói nhiều nghe. Ừ. Còn em, mở cửa trái tim ra, cảm nhận đầu tiên của em là gì? À, trầm, biết suy nghĩ. Trời ơi, nhìn mà biết, ta biết suy nghĩ luôn. Đó là cùng tình trạng rồi chị. Hay, nè. Anh có món quà tặng. Anh thân ơi. Anh thân ơi. Quá trời ơi, cao em quá. Bằng qua gửi cho anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh có thể mở luôn ạ. Mở luôn, rồi ngồi xuống đi, cao quá, tôi đứng luôn ngợp. Trời ơi, gì dễ thương vậy? Do vì sao mà em chọn con khủng long lửa mà. Khủng long lửa? Dạ. Sao tặng con đó? Tại vì thứ nhất, em là hệ lửa. Đó là mình lửa, mình hòa. Thứ hai á, là nếu như mà anh có cái Pokemon á, thì con khủng long lửa, nó rất là tình cảm. Khi nó không thích ai á thì nó sẽ không thích luôn. Nhưng khi mà đặt niềm tin vào một người nào đó thì nó có thể sống chết với người đó. Đúng rồi. Có coi Pokemon không? Dạ không. Tối nay về kiếm coi nha. Dạ. Ừ. Tối nay về coi đi ạ. Rồi, bây giờ cho hai bạn bữa ăn rất là ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant nha. Bữa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự. Xin mời hai bạn thưởng thức món gà chiên nước mắm nè, gỏi xoài, xoài dương nè, và gân bò ngâm chua. Nhớ nha, vừa ăn vừa ga lăng lên nha, chăm sóc em trai bé bỏng bên kia của chị nha. Dạ. Chút xíu chị quay trở lại. Trời, tôi tính nó em gái luôn á, thiệt tình. Mời em. Dạ, em mời anh. Hôm nay em có nghe anh nói về vấn đề anh quen con gái á, và anh lại vợ rồi á. Thì anh đã công khai chưa? Đó là hiện tại bây giờ anh đã công khai về gia đình chưa? Anh đã công khai với gia đình rồi. Em có ngại về vấn đề đó không? Thực chất ra thì ai cũng có quá khứ cả. Mình cứ bỏ qua đi. Hiện tại, bây giờ và tương lai mình là điều quan trọng ạ. Thường thì em rảnh vào lúc nào? Hiện tại bây giờ á, thì em vừa làm pha chế, mà em vừa nhận thêm một vài công việc như chạy sự kiện á. Nói chung là nếu như mà anh cần hoặc là bạn bè cần thời gian nào thì em vẫn có thể sắp xếp được. Vậy một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu ngày? Một tuần có thể gặp luôn nguyên một tuần vẫn được. Còn nếu như mà những dịp đặc biệt cũng vân vân, anh chỉ cần có thể nói em, hoặc là em cũng không phải là người vô tâm, em cũng không thích người vô tâm. Em có quen món ăn ở trong Sài Gòn không? Ừ, em thích món ăn Sài Gòn. Với lại là bực mì luôn là em đã ăn rất là ngon. Em là ở Huế. Dạ, em là gốc Huế luôn ạ. Mà có điều nhà cùng bốn bạn á, nên em có thể nấu ăn rất là ngon. Tất nhiên là không được như thế này đâu, nhưng mà em nghĩ là sẽ ấm áp hơn. Tự tay em nói là vui. Nhà em có đông anh chị em. Em còn thân em nữa, đã học 11 ạ. Còn nhà anh? Nhà anh thì có chị anh và cháu, đang con của chị. À. Anh nói ví dụ thôi nha, trong trường hợp người yêu mình đi với một người lạ đồng giới với mình, thì em suy nghĩ như thế nào? Phương châm của em, tất cả mọi thứ em có thể tha thứ được, nhưng riêng ngoại tình thì không. Nhưng
Em là người cùng thuộc và cùng có một tỷ lý trí. Nên khi em nhìn thấy như vậy thì đương nhiên em sẽ về em hỏi cặn kẽ cái đó. Và cái thứ hai nữa là người mà em thích á, nếu như mà có chuyện gì khó chịu với nhau hãy nói thẳng, đừng im lặng. Im lặng nó rất là kinh khủng, nó làm cho người đối diện của mình phải ngồi suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh cũng vậy đó. Vậy con nếu tin nhắn này kia như thế nào? Nếu như mà quen nhau á, em muốn chia sẻ Face, chia sẻ Zalo được không? Tất nhiên, khi đã quen nhau anh cũng muốn công khai mà. Mà giả dụ như có, nếu như mà có một người nhắn tin cho anh thân mật thì anh sẽ nói như thế nào? Thì cũng như em thôi, anh sẽ hỏi trước rồi anh mới tùy theo tình huống. Vậy cho em hỏi một câu nữa là cuối cùng là anh vừa thích nam vừa thích nữ luôn hay là anh cưỡi người kia chỉ là vì gia đình thôi? Nói thật với em là anh là bisexual, có thể quen được bạn trai và bạn quen được bạn gái. Nhưng mà anh suy nghĩ là cái gì nó cũng qua rồi, tạm thời rồi, thì bây giờ tìm lại chính mình đi. Vì thực ra em cũng có bạn là bi. Em không tò mò quá nhiều về cái vấn đề đó cho đến bây giờ gặp anh. Vì bắt đầu em lại tò mò. Có khi nào trong mối quan hệ em nghĩ em là chồng một người khác là vợ không? Dạ không. Là em vẫn là vợ? Dạ đúng rồi. Bây giờ thí dụ như trong cái chuyện trai gái á, thì như tụi em biết nó có những cái phương pháp ví dụ là ngừa để phòng chống lây nhiễm bệnh rồi, thì không biết là tụi em là những người trong cuộc thì tụi em cảm nhận như thế nào về những cái chuyện đó, về quan hệ tình dục đó, nói thẳng thắn là như vậy, thì tụi em có lo lắng, có ái ngại hay có cách nào để đề phòng, để bảo vệ cho sức khỏe của mình hay không? Dạ lo lắng thì cũng lo lắng chứ chị, lúc nào em cũng xài Durex trong quan hệ thì vợ chồng với nhau, lẫn nam, cả nam và lẫn nữ. Tất nhiên là khi mà em cưới vợ em thì cũng muốn có con thì em sẽ không dùng Durex nữa. Còn với nam lẫn bạn nam và em á thì em vẫn phải xài. Không phải là bảo vệ em, không phải riêng mình em, bảo vệ luôn lẫn cho bạn kia. Em có nghĩ vậy không? Khi mà mình quen một người nào đó thì hai đứa cứ dắt tay nhau đi lên và xét nghiệm. Nhưng thực chất ra là cái bao cao su á, nó chỉ có thể giúp cho mình tránh được 90-95% bệnh thôi. Còn những cái hư tổn hại nó vẫn có thể bị, chứ không phải là không. Hai quan điểm hơi khác nhau xíu ha. Chị thì chị cũng không cùng quan điểm với em lắm. Chị có vẻ đồng quan điểm với bạn này hơn. Nếu chúng ta cảm thấy e ngại về cái đối tượng đó, chưa đủ sự tin tưởng này kia, đi xét nghiệm, đúng không? Cho để mình an tâm à. Và trong mối quan hệ phải tin tưởng và phải chung thủy. Chứ còn nếu như mà lúc nào mình cũng thủ vậy thì mình có cảm giác giống như nó cả hai nó cũng chưa có hòa hợp với nhau, đúng không? Thực chất ra nếu như mà mình đi đâu đó mà vô tình thôi, chỉ cầm cái bọt của người đó và gửi ra thì nói cho tự nhiên yêu tôi mà lúc nào đi với ai cái bọt để đi làm gì. Thì cũng thấy người đó mình không làm gì cả mà người đó phải như vậy thì mình cũng rất là khó chịu, cũng vui vẻ. Rồi giờ quay lại chuyện tình yêu à, nãy giờ hiểu nhau khá khá gì chưa, thấy ổn không? Tạm ổn. Có hẹn hò gì nhau chưa? Dạ biết thì sơ thôi. Bây giờ mình chơi bốc thăm lá đi. Trời ơi, ai bắt cái gì đâu mà quan mà hồi hộp vậy, đọc lớn lên coi trọng nói gì. Dạ, hôn đối phương thể hiện màn cầu hôn lãng mạn. Dạ được không em? Cái này có trải qua rồi nè, trải nghiệm rồi nè. Qua bên đây xin phép hôn bạn ấy rồi thể hiện màn cầu hôn lãng mạn. Cầu đi, cầu hôn chứ phải cầu hồn nha. Mượn lại bó hoa cho nó đẹp coi nè. Em có quyền, mình là mình muốn làm gì mình làm, tùy theo sự rung động của bạn ấy có lãng mạn không. Làm đi, trời ơi, coi như tôi vô hình đi. Anh tặng em bó hoa để gọi là kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau. Dạ, hãy cảm ơn ạ. Nhìn tôi chí, ủa cái còn cái gì cầu hôn kìa. Này, thôi em nhận tặng đồng thanh của anh, được rồi ạ. Cái này là trò chơi của chương trình mà phải làm chứ. Em sau này đã tìm hiểu nhau kỹ thì em có đồng ý là làm vợ anh không? Nếu như mà em nhìn thấy anh tốt và tìm hiểu nhau kỹ hơn à. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu nhau trước đã nhé. Dạ, rồi, cảm ơn em. Dạ. Có dạ luôn hả? Trời ơi, về chỗ đi ông ơi. Trời ơi, ông đi cầu hôn mà ông dạ. Mời em. Màu đỏ ha. Massage cho đối phương 1 phút. Massage cho đối phương 1 phút. Dạ. Đúng thân phận của em ghê ha. Mời em. Thân phận phải yếu là phục vụ đó cưng. Chà, tay nghề cũng có vẻ điêu luyện ha. Kỳ sao ra đất nhỏ. Ngủ luôn hả? Cảm ơn. Thoải mái ha. Được rồi, thôi, nhiêu đó là hiểu tay nghề rồi. Rất nhiệt tình. Cảm ơn.
Rồi, đặt tay vào nút bấm này hai bạn. Chị Tường cầm giùm bó hoa nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Bấm vì sự rung động của trái tim mình, bấm vì cảm xúc của mình chứ không vì lịch sự, không vì bất cứ một cái gì cả. 1 2 3. Hết thời gian, nhanh lắm. Những người đàn ông mà bấm nút rất lẹ. Rồi mời hai bạn về bên đây. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Trời, ôm eo nữa, vụ này lạ. Gửi tặng hai bạn, đây là chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Tấn Thắng. Dạ. Đến đây xem phim tìm hiểu ha. Dạ. Nhưng mà cái chuyện hôn nhau trong rạp phim là khác. Còn bây giờ các bạn hãy tặng nhau một cái nụ hôn ngay tại chương trình này để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ôi, thích ghét dễ sợ luôn. Nay hai bạn đã trở thành một nửa của nhau rồi. Dạ. Thời gian phía trước còn rất là dài. À, đi được với nhau đoạn đường bao lâu là tùy theo hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi với chương trình và đồng hành cùng với Cát Tường. Đây là những cái ca khó đối với Tường đó quý vị. Và cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã hỗ trợ cho Cát Tường nha. Và các bạn ơi, các bạn ở trong cộng đồng LGBT, nếu chúng ta cũng muốn tìm một nửa yêu thương của mình và muốn có một kết thúc có hậu như thế này thì hãy nhanh tay đăng ký hẹn ăn trưa gặp Cát Tường nha. Rồi, cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, ngoắc tay chào luôn. Kể đến những chàng trai tài giỏi, mặc dù khéo ăn khéo nói nhưng vẫn lận đận tình duyên. Tôi tên là Lê Văn Cương, năm nay 29 tuổi và hiện tại tôi đang làm công việc đó là kinh doanh các sản phẩm đào tạo và các giải pháp giúp cho các hệ thống kinh doanh online kinh doanh và phát triển một cách tuyệt vời hơn. Lê Văn Cương, CEO tài ba, giỏi kiếm tiền, lận đận tình duyên và trúng lời nguyền. Một trong những lý do em đến chương trình này đó là em kiếm tiền được nhưng mà em không có giữ được tiền. Mọi người đều nói là nên lấy vợ đi thì sẽ giàu hơn. Em có một cái bài hát mà nói chung là nó có cảm xúc với em bởi vì nó gắn với một người mà em yêu khá là sâu. Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cánh hoa, những kỷ niệm lặng im trên mây, để nơi này của riêng đôi ta, để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng ngày chờ em, đến một ngày mình gặp lại nhau giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi những bông hoa mặt trời. Wow. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra thì em chưa có mối tình nào cả. Hả? Lý do? Em cũng không biết, em nghĩ là em bị một cái lời nguyền nào đấy. Đôi khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy rất là tiếc nuối. Tặng chúc. À dạ em cảm ơn. Okay. À. Em tạm gọi cái hộp quà khởi nghiệp. Dạ em xin phép được đọc ạ. Hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình. Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ. Anh mong rằng đó là em, cảm ơn em. Wow. Trời ơi. Mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Minh Vương, chiều người yêu vô điều kiện, chăm nguồn sống, một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Về điểm yếu là hay nóng tính và hay khó tính với lại người yêu một xíu. Chơi luôn điểm mạnh điểm yếu luôn. Mạnh hay luôn. Mà điều làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm việc là nhân sự và hiện tại em đang học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng. Mình tên là Lữ Minh Chí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của đại học MIT. Và ngoài
ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa. Lữ Minh Trí, đại thiếu gia, chủ hai nhà hàng, tuổi trẻ tài cao, nam thần không tì vết. Mở quán ăn là chính, là coi như làm ông chủ đó. Dạ. Quán ăn ở đâu vậy? Dạ, một cái ở đường Võ Văn Kiệt. Vậy là mấy cái luôn hả? Hai cái gì? Hai cái, dạ. Món ăn chuyên về cái gì? Hải sản và những món món Âu là chính. Cần show điểm mạnh điểm yếu mình. Show luôn chứ giờ ta show hết trơn rồi mình show giữ luôn đi trời nhăm nho gì. Tài năng thì em không biết hát nhưng mà em có thể đàn được. Đó. Không có biết đấy. Hát nhưng mà biết đàn. Cũng là một tuyệt chiêu chứ bộ. Bây giờ hai em có thể thương lượng hỏi nhau đi. Em hát bài đúng người đúng thời điểm. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Cùng sự ấm đen cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Em quay lời anh ơi. Em xin ngược lại anh. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết. Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lò bún bánh. Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Thì có thể mua được ô tô. À, là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, yeah. Bốn bánh con trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Đúng rồi, dạ. Tình trường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được 2 mối tình. À, tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về rất là thường xuyên. Còn tầm đó đó 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái là em không có về Biên Hòa nữa tại tập trung em môn thi. Thì tối đó là điện thoại em là 4-5 cuộc gọi bạn em gọi, thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, thì xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á. Bắn qua bắn lại cho tôi bị giật á. Chị đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ là một tiếng sát tình. Áo đỏ nào? Gì? Vâng, em xin lỗi. Áo đỏ là chị Tường nha. Dạ. Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ. Là bạn ghế đỏ. Là khi mở cửa em là tiếng sát tình định vào trong tim rồi. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật á chị. Giật hơi mạnh. Sắp bung tim em luôn rồi. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh. Thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình... Ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Phạm Văn Phúc, nam thần tiền tỷ, tự lập, giỏi giang, đam mê boxing, đánh ngất. Em
trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng là tình cảm, sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà, cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi gôn, chơi võ thuật. Có chơi gôn nữa, chơi võ thuật cũng chơi gôn là một môn lắm rất là đi khó. Chơi cái đó ha. Em thì có sức mạnh khá là tốt, em bốc có thể bốc được 120 kg. Từ trước đến giờ thì đã từng trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá. Rồi học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa, rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng, công ty làm về gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vốn liếng thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi, làm gì mà trời ơi giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với là cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Và tiếp theo, phải kể đến những chàng trai ế nhờ thực lực chứ không phải ngẫu nhiên nha. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Lê Bảo Thoại, chàng sĩ quan nghiêm nghị, nam thần thật thà, nam vương vùng biển, chúa tể của chiếc vỏ ốc. Sĩ quan, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm, thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Ôi, sao lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Ngồi vô ngồi vô ngồi em ơi. Sao dịch ra liền vậy? Gì ghê vậy? Sao có gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. Nắm thấy là biết là được rồi. Ôi, gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý gì sao lẻ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Biết ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em thấy em cầm đi thế này là nó hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì ạ? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không, không, không. Nghe u không chứ? Thông cảm, thiệt tình. Thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, đừng có cười người ta dạy, thiệt tình luôn á. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ, đây là món trứng chiên thịt bằm mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn đó. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nha. Dạ, tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn đó. Em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương. Phạm Trung Thuận, nam thần chịu đựng. Nghe tình trường sao Thuận? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ 3 của em là cũng chưa gọi mối tình chính thức nữa, quen được 2 tháng 3 tháng. Cái áp lực gia đình bạn nó quá. Áp lực sao Thuận? Kiểu như là mẹ bạn nó rất là khó. Bắt leo lên nhà sửa nhà rồi phải sửa điện rồi thử 3 tháng liên tục luôn. Bạn như ngày nào cũng qua kêu sửa điện hết. Rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp. Cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó. Mà mẹ bạn đó kêu. Dạ. Mẹ bạn đó kêu sao? Ví dụ kêu là kêu sao? Ví dụ như là đây cái da bác nhất đó, con đánh bóp mình cho bác. Em sợ nhất tới giờ luôn. Em sợ nhất tới giờ luôn. Tội nghiệp thằng bé. Mối tình đó hả? Mối tình mà mình giống như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong làm việc xong rồi ở nhà hai mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn rồi đủ chị em quay qua xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Vậy là trả công đó. Mà mình tưởng tượng giống như là như vậy làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy. Mỗi đó. Mỗi lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh rửa chén cho em lên đánh bóp cho da cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bạn đó bạn Thanh không có đánh bóp được. Là coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Dạ. Hay, chúc mừng em một mối tình thật đẹp.
sợ luôn cái rồi. Dạ, em sợ luôn. Dạ, em sợ luôn. Lại Phương Dũng. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này là con vịt nó rất là dễ thương, rất là xinh. Em bạn là cơ còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn là cơ còn xinh hơn con vịt. Bạn là cơ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó khổ gì vậy? Con vịt. Con vịt nó rất là dễ thương. Câu 1 nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng vậy? Dạ con vịt này tên là Lala Fan. Con vịt Lala Fan. Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lala Fan đó. Mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1.500.000 của Lê Lợi. Lê Phước Tài, thiên tài số đếm 3, 6, 9. Công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc thì khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao book đi đâu làm ở đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không có ai trả cát xê đâu nha. Mục tiêu em đến đây là không cần cát xê. Chỉ cần có người đem về. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè, sau lưng trước mặt chỉ nói em hai mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó Tài. Em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em. Rồi cái mối tình đấy, nó kéo dài được bao lâu? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng. Mối tình thứ ba đi. Mối tình thứ ba thì mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi. Thấy chưa, đặt tên à? Tài mấy tháng? Coi như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi thôi. Nhưng mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Mối tình gần nhất đi là mối tình 3 tháng. Em rút ra bùi học sau một lần bạn nó quyết định chia tay với em. Làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi gì em cầm ly bia em uống. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến chúng ta lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi sẽ để chúng ta lại cái gì đó. Thì em ngẫm cái câu đó. Em ngộ ra, em sáng cái đầu em ra liền. Tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi cái này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á. Em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói. Và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể. Đó là cái điểm yếu của em, đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân. Đó. Em rút ra kinh nghiệm là em không, đừng nên nói nhiều nữa. Đúng, im lặng. Thôi im luôn đi chơi. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Lê Minh Thi, 28, xuân xanh, trong trắng, tinh nguyên. Đôi mùa này chị ăn cơm với cá, đã bao giờ được hôn má ai đâu. Em có hai mối tình mà cũng em cũng định nghĩa nó cũng phải mối tình đó chị. Nó giống, rất là giống nhau, cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng, tự dưng là bạn chia tay. Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không, lý do không. Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cũng vòng vòng đi ăn, xem phim, vòng vòng gì đó. Cho chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết, khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay chị. Nắm tay ở dưới làm gì khán giả cười cái đâu? Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. Hai mối tình? Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả hai cô đều chưa hôn cô nào hết? Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp chứ ngại á chị. Trời ơi chết rồi, trời buổi này mà 28 tuổi thanh niên mà chưa biết hôn. Lúc rồi tôi câu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. Biết rồi, 28 tuổi chưa hôn lần nào. Có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hung vậy ta? Hả? Không bị xứng. Hả? Sao vậy? Em có bị gì không? Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Bây giờ em để dành đi 28, vì em để dành 2 năm nữa. Coi như là cưới sau em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Em tên là Lê Văn Tiên. Hiện tại công việc của em là đang bán hàng, kinh doanh. Lê Văn Tiên, trong sáng, hồn nhiên, nhất kiến trung tình. Bữa này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính của em. Rồi dạ. Em trả lời làm sao?
Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn cũng được lắm, sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chót quớt vậy trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không. Ủa em anh gói lại cho đây, em đây. À rồi để đây. Còn nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Không mệt quá, dẹp hai này. Không thể không nhắc tới những soái ca với ngoại hình vô cùng điển trai nhưng lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Em là Thành Nguyên, thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh, thì năm nay em 25 tuổi. Thành Nguyên, soái ca 10 điểm đẹp trai, nền mô tô, không gì có thể làm khó được anh. Cá tính của em là cái gì? Lúc này là em phải đía đía liền. À, ngon à. Không biết là bên kia bạn có đam mê mô tô không ạ? Thì em thích một người có sở thích chung, sở thích với em. Nếu mà em có tiền thì em nghĩ em vẫn sẽ mua mô tô chứ em không mua ô tô. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Hay cá tính chưa? Chưa. Mình thích mô tô. Thì điểm mạnh của em á, mọi thứ em có thể làm được, về sức khỏe, về tập gym hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Em chạy qua hai mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó có đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị, và có một người con rồi. Bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Oh. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm nên bạn nó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn nó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Mở cửa trái tim. Cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Mignon. Mới đá lòng nhau với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá ai đâu. Mà hiện giờ đang rụng ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Tới riêng cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn. Đây hả? Cười cười. Văn phòng mình phải thể hiện đúng á. Nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Mẹ lên. Rồi, ôi. Cảm ơn anh. Chưa anh, chưa. Ôi. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi chị. Nói gì đâu. Đây, người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rùng quá không nói gì chị. Không, phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè. Chứ không nói gì nhiều hết đó. Anh mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói con trai không phải trắng tay, ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ít ra hồi em vẫn về nhà gặp mẹ. Còn có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó em cũng sợ mở ra, trúng câu nào đọc câu đó, là ý nghĩa của nó là như vậy. Hai đứa chủ động đi. Dạ chị. Cho nắm tay coi. Đạt qua đây. Qua đây hiểu hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi. Rồi, tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây, tí mình bấm nút sau nha. Okay. Tí mình bấm nút sau nha. Ok. Ok. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7 và tối em có chạy rap thêm. Wow, giỏi quá vậy. Thanh Tùng, soái ca biết nhiều thứ tiếng, giọng ca vàng trong làng hát hay, được tình đầu nâng như trứng, hứng như hoa. Dạ, điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người, và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh
tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn cao cá chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng em đẹp. Tùng hát hay lắm nha. Em cao mét mấy? Dạ 78. Wow, chàng trai này ngon ha. Dạ, còn em thấy cao đủ ráo, da dẻ trắng trẻ, mà sao 78. Nãy giờ ngồi mắc cỡ gì mặt đỏ lòm dạ vậy? Cái da này là chắc gen di truyền rồi chị. Đấy nhà hả? Em ai cũng trắng. À nhà dạ trắng vậy đó hả? Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89 lớn em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Trời. Trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi. Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi năm rưỡi là 19 tuổi mấy. Mới có chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Gu cũng mặn à. Bạn của bà chị. Gu cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Dạ. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng, đúng rồi. Đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng quạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, nó nói em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31. Võ Văn Vương Hoài Linh, soái ca với làn da trắng hồng, chiều cao 1m78, biệt tài, đam mê nghe nhạc thân sâu. Mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng, bên nhân sự với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình thứ 3 thì 2019, 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ vậy đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn không? Phải có cái gì tao mới buồn. Tại sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nó ủa sao anh không nói gì hết? Thì đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm ban. Em mới là đâm ban á. Em mới là tào lao á. Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa rồi em nghe nhạc. Rồi cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong em nói. Thì nếu như là chị nói về nhà nghe nhạc. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy á hả? Chà thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi. Đó là mơ ước mà. Ôi. Chương trình ghép đôi từng tốc sẽ tạo ra cơ hội lần thứ hai cho các bạn nam đã tham gia chương trình nhưng chưa may mắn tìm được một nửa như ý với những khán giả theo dõi chương trình. Nếu có bạn khán giả nữ yêu thích chàng trai nào trong tập phát sóng thì nhanh đăng ký tham gia để có cơ hội kết đôi, tìm hiểu bạn nam của chương trình trong thời gian sớm nhất.